Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mà vừa qua đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đánh bại được đội bóng U23 Indonesia để lên ngôi vô địch, thì vừa qua huấn luyện viên Philippe Troucher đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ hai trong kế hoạch để chúng ta chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Và nhìn vào danh sách này thì chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một cầu thủ nào của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai được triệu tập ở trong đợt tập trung này cả. Và có phải chăng vì một lý do rất sốc mà chúng tôi gửi đến quý vị và bạn ngay sau đây hay không? Và thông tin tiếp theo đó là một cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua khi mà chơi cùi chỏ với một cầu thủ bên phía U23 Indonesia thì đã bị các cổ động viên Indonesia tấn công một cách vô cùng khủng khiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia chúng ta đều biết đó thực sự là một trận đấu vô cùng căng thẳng. Nó thực sự là một trận đấu quá căng thẳng với rất nhiều tình huống phạm lỗi, không chỉ là tới từ bên phía U23 Indonesia mà Việt Nam chúng ta thì cũng có khá nhiều tình huống đáp trả khi mà cũng có nhiều pha bóng thực sự là cũng rất nguy hiểm. Trong số đó thì chúng ta đã biết đến một cầu thủ vừa qua, đó chính là Nguyễn Hồng Phúc. Một tình huống mà Hồng Phúc đã một cú pha đi bóng qua người bên phía cầu thủ bên phía U23 Indonesia. Thế nhưng ngay sau đó thôi thì một cái cánh tay của Nguyễn Hồng Phúc đã dường như, thực tế mà nói là nếu mà xem lại kỹ chúng ta thấy rằng đó là tình huống cố tình. Một tình huống cố tình đánh nguội vào mặt cầu thủ bên phía U23 Indonesia. Và nếu như trọng tài có thể quan sát kỹ hơn và nếu như có VAR thì tôi tin chắc rằng là tình huống này thì Nguyễn Hồng Phúc sẽ nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp thôi. Đó là điều mà chúng ta rất mong muốn rằng là những cầu thủ không thể được để nó lặp lại trong bất cứ một hoàn cảnh nào khi mà chúng ta đối đầu, mặc dù kể cả với bất cứ một đối thủ nào cả. Bởi với bóng đá thì không ai cho phép hành động như vậy. Và chính vì cái lý do vừa qua khi mà trên trang cá nhân của Nguyễn Hồng Phúc thì đã có rất nhiều những lời bình luận tới từ các cổ động viên. Và trong số đó chúng tôi đọc được thì có đến khoảng hơn 90% đó là các bình luận đến từ các cổ động viên Indonesia. Họ đã tràn vào trang cá nhân của Nguyễn Hồng Phúc và sử dụng rất nhiều những lời lẽ hăm dọa để tấn công về mặt tâm lý đối với Nguyễn Hồng Phúc. Đương nhiên thì câu chuyện này tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ sớm qua thôi, bởi đây là một giải đấu trẻ và mọi thứ thì cũng đã xong xuôi rồi. Nó không giống như là những cái điều mà chúng ta đã từng diễn ra với cá nhân của Đoàn Văn Hậu, những tình huống mà cổ động viên của Indonesia đã đay nghiến Đoàn Văn Hậu trong suốt một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng dù gì thì chăng nữa, với Nguyễn Hồng Phúc chúng tôi phải khẳng định lại một điều rằng là chắc chắn với các cổ động viên bóng đá Việt Nam không ai bảo vệ vừa qua cho hành động của Nguyễn Hồng Phúc cả. Đó là một hành động khá là xấu xí và hy vọng rằng với Nguyễn Hồng Phúc cậu ấy sẽ tiết chế được cái hành động của mình, bởi vừa qua thì đối với huấn luyện viên Philippe Troucher thì ông ấy đã triệu tập Nguyễn Hồng Phúc trong cái danh sách triệu tập của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 tới đây. Và quay trở lại một chút liên quan đến với cái danh sách của huấn luyện viên Philippe Troucher thì đầu tiên chúng tôi muốn cập nhật một chút thôi. Thông tin vừa qua liên quan đến câu lạc bộ Công an Hà Nội thì sau khi mà họ có một trận hòa với tỷ số 1-1 với Thanh Hóa thì đội bóng này đã chính thức lên ngôi vô địch. Và có một điều rất đặc biệt đó là chính là việc câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thăng hạng vào mùa giải 2022 để thi đấu tại V-League 2023. Và ngay sau đó thôi tại mùa giải năm nay thì họ đã lên ngôi vô địch và họ cũng đã tái hiện được chính cái thành tích mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai của Bồ Đức cách đây khoảng 20 năm đã lập được với cái kỳ tích là chức vô địch V-League ngay trong mùa bóng đầu tiên thăng hạng. Và điều đó cho thấy được rằng hiện nay thì rõ ràng bóng đá nó là kiếm tiền. Và nếu thực sự đội bóng nào có tiềm lực thì họ hoàn toàn có thể vô địch ngay. Một đội bóng mà có thể khẳng định một điều rằng nếu như mới thăng hạng thôi để mà đua tranh trụ hạng thì cũng đã là khó chứ không phải đơn giản. Thế nhưng một đội bóng mà mới lên hạng mà lại có thể vô địch luôn thì đó là số hiếm, không chỉ là với bóng đá Việt Nam đâu mà với bóng đá trên thế giới thì nó cũng là điều tương tự thôi. Còn cũng liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai thì trong cái danh sách triệu tập đợt thứ hai mà huấn luyện viên Philippe Troucher triệu tập thì chúng tôi nhìn qua không có bất cứ một cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nào cả. Cụ thể thì ngay sau khi mà đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Tuấn dẫn dắt về nước thì mang theo chức vô địch giải U23 Đông Nam Á thì ông Philippe Troucher đã công bố danh sách tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ hai để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó thì 10 cầu thủ cùng đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua lên ngôi vô địch cùng với huấn luyện Hoàng Tuấn đã được triệu tập, gồm có đó là thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương,
Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang và tiền đạo đó là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Đầu tiên ở trong danh sách thủ môn thì chúng ta thấy rằng là Quang Văn Chuẩn, mặc dù là thủ môn được đánh giá rằng là xuất sắc nhất của giải U23 Đông Nam Á vừa qua thì lại không có tên. Tuy nhiên thì với cá nhân Văn Chuẩn thì cũng nhiều người nói rằng là mặc dù cái danh hiệu đó cũng là xứng đáng thôi, thì với cá nhân Văn Chuẩn thì cậu ấy sẽ còn phải cố gắng hơn nhiều. Thì đó là một điều đặc biệt, một thủ môn mà được ưa thích và được rất là ưa chuộng dưới bàn tay của ông Hoàng Tuấn, và là một thủ môn mà được đánh giá là một trong thủ môn hay nhất, và cái danh hiệu của thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu vừa qua nó lên tất cả. Thế nhưng cuối cùng thì lại không có tên trong danh sách của huấn luyện viên Philippe Chourouché, mà nó lại là một thủ môn dự bị Nguyễn Văn Việt. Trong khi đó thì hai cái tên mà chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm nhất hiện nay đó chính là hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, một cầu thủ ở vị trí tiền vệ và một cầu thủ ở vị trí tiền đạo. Ở vị trí tiền vệ thì chúng ta có một cầu thủ đó là Nguyễn Đức Việt. Đây là cầu thủ mà tôi đánh giá rằng là một cầu thủ thi đấu cực hay ở các giải đấu trẻ gần đây. Và chính Nguyễn Đức Việt cũng là một trong những cầu thủ giúp cho đội tuyển bóng đá trẻ U22 Việt Nam, U23 Việt Nam đã có thành công, và giải đấu vừa qua cũng là chức vô địch mà cũng đóng góp công rất lớn của Nguyễn Đức Việt. Chúng ta đều biết về cái khả năng thi đấu của Đức Việt, đó là thi đấu rất máu lửa, có khả năng thu hồi bóng cực tốt, và tôi nghĩ rằng đó cũng là cái mẫu tiền vệ rất cần cho cái lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Còn một tiền đạo khác nữa đó là Nguyễn Quốc Việt thì đương nhiên cũng không phải bàn rồi, bởi vừa qua Nguyễn Quốc Việt thì cũng đã có những bản thể hiện cực tốt trong màu áo của đội U19, U22 rồi là U23. Đặc biệt cậu ấy cũng đã có rất nhiều những bàn thắng. Và nói về cái giải U23 Đông Nam Á vừa qua, Quốc Việt có thi đấu thành công hay không thì tôi nghĩ rằng là cậu ấy cũng đã thi đấu tốt. Một bàn thắng vào lưới của Malaysia và một cú dứt điểm penalty không thành công, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không thể đổ lỗi hết cho cái việc là trượt quả penalty đó mà đánh giá là Quốc Việt không thi đấu tốt được. Hãy nhìn xem cái cách mà Quốc Việt đi bóng, dẫn bóng và tạo cơ hội dành cho các đồng đội của mình, thực sự là tuyệt vời. Vì vậy mà đây là hai trường hợp mà tôi thấy rằng cũng khá là bất ngờ. Đây là những ngôi sao mà tôi nghĩ rằng đánh giá là rất sáng dành cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Đương nhiên là mỗi một huấn luyện viên họ đều có những cách để có thể là lựa chọn những cầu thủ khác nhau. Vị trí tiền đạo hiện nay thì có 5 người, đó là Nguyễn Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Minh Quang. Đương nhiên thì với vị trí tiền đạo không thể có quá nhiều cầu thủ được. Thế nhưng với vị trí của Nguyễn Quốc Việt mà lại thiếu vắng ở trong cái danh sách này thì chúng tôi nghĩ rằng nó vẫn hơi thực sự là bất ngờ. Bởi dù gì đi chăng nữa đây là một danh sách triệu tập thôi, chứ chưa phải là danh sách chính thức mà những cầu thủ được ở lại cả. Vì vậy mà không hiểu cái lý do vì sao mà Nguyễn Quốc Việt lại không thể có tên ở trong cái danh sách này. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đọc được một bình luận đến từ một khán giả trên kênh của Bóng Đá STV rồi. Anh Tuyến Võ 8873 có viết như thế này, đó là trợ lý huấn luyện viên Philippe Chourouché là Việt Thắng, cho nên là quân của Hoàng Gia Lai thì rất khó để có thể lên tuyển. Vì trước đây Việt Thắng đã đá cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và bị Bảo Đức tống cổ, cho nên là khá là cay cú. Tuy nhiên câu chuyện này thì chúng tôi cũng chẳng dám khẳng định là có cái câu chuyện đó hay không, bởi tôi nghĩ rằng là với ông Philippe Chourouché thì ông có nhiều lần khẳng định rằng là những quyết định về mặt nhân sự thì không dựa vào những cái quyết định theo cảm tính, mà ông cho rằng bất cứ một cầu thủ nào có phong độ tốt, đá tốt thì đều có cái cơ hội lên tuyển cả. Thế nhưng cái lý do hiện nay mà tại sao một cầu thủ như là Nguyễn Quốc Việt lại không có tên, mặc dù vừa qua thì đã thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á, tôi nghĩ rằng là cũng khá là thành công, nhưng mà cuối cùng thì không có tên, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một thiếu sót khá là lớn. Bởi dù gì chăng nữa thì Quốc Việt chúng ta đều biết rằng đây là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm thi đấu trong màu áo của các cấp độ đội tuyển, và đặc biệt vừa qua chính Quốc Việt thì cũng đã có khá nhiều cơ hội thi đấu trong đội 1 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cũng đã có được bàn thắng đầu tiên dành cho mình. Vì vậy mà đây sẽ là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ khiến cho nhiều cổ động viên họ cũng cảm thấy thắc mắc và đương nhiên cũng khá là buồn. Nhưng hy vọng rằng là một lý do nào đó, có thể là Quốc Việt hay là Nguyễn Đức Việt có thể được triệu tập bổ sung. Tôi nghĩ rằng đó là những điều mà các cổ động viên không chỉ là của Hoàng Gia Lai đâu, mà rất nhiều các cổ động viên của các đội bóng khác đương nhiên tôi nghĩ rằng họ cũng rất mong muốn. Bởi nói gì thì nói, với cá nhân của chúng tôi thì Nguyễn Quốc Việt vẫn là cầu thủ rất tốt, rất là tuyệt vời, một cầu thủ rất đa năng ở vị trí tiền đạo dành cho đội tuyển U23 Việt Nam để chúng ta có thể thi đấu thành công tại giải U23 Đông Nam Á sắp tới. Còn đối với quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn có một cái nhận xét như thế nào về cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Bóng Đá STV ngày hôm nay, thì hãy để lại cho chúng tôi một like
để ủng hộ cho Bóng Đá STV, cũng như để lại một bình luận của mình để có thể chia sẻ với những ý kiến cá nhân của quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn rất nhiều và xin được gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.